Tính ra nó rẻ quá, nó rẻ hơn phở Việt Nam mình. Này là gì vậy? Bánh gì con? Đứng bên đây, đứng bên. Đứng bên. Bánh waffle hả? Cái này giống như là bánh waffle mà lấy cái bánh đó thay vì bánh quỳ. Ngoài ăn không kìa, ngoài. Ngoài ăn không ngoài? Ngoài ăn. Mua cho. Ăn cái thử coi. Mua cho ngoài, bà ngoại ăn với. Cho mấy trường học là nó nướng nè, nhưng mà nó lại kẹp thịt. Mày ăn lại nè. Mày gì thấy xúc xích lát nè. Đây là quang cảnh một cái quầy bánh truffle, bánh waffle tại sân bay Manila. Cái đó là gì con? Cái đó là cái gì đấy? Cái này là như bà tay phải không? Coffee and tea. What is that? Peanut. Hả? Peanut. Bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng. Không ăn không? Không ăn hả? Nhẩm nhảm rồi chửi bây giờ. Cái đó giống pate quá vậy. Is that corn beef? Meat. Cái đó có vẻ ngon á. Oh,
quá hấp dẫn. Quá đã. Nếu mà người ở trong kia thì người ta nói là cái này có waffle sandwich only take on anh điện anh gì? Không ăn hả? Đúng rồi. Ở dưới cái bánh taco này cái chữ phải phải mất rồi. Phải phải ngủ ngủ. Đây cái chỗ này chỉ có chấp nhận tiền mặt thôi chứ không có cho xài thẻ. Đây là một cái quầy ở trong sân bay của Manila nha. Và bánh waffle này là bánh waffle nổi tiếng của Bỉ. Đó là cái bánh waffle chocolate. Vị nó cũng hơi lạ. Nhưng mà lại